Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 40 phần mộ liệt sĩ cùng các di vật vào nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Đây là những phần mộ liệt sĩ vừa được đội 584 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị và nhân dân xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị cất bốc tại một vị trí bên sông Thạch Hãn thuộc thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ sau khi có tin báo từ quần chúng. Việc tìm kiếm được triển khai từ ngày 6 tháng 1, trong 3 tuần liền, dưới điều kiện mưa rét, lực lượng chức năng đã không quản ngại đào hàng ngàn khối đất đá trên diện tích rộng tới 2,5 hectare để tìm lại xương cốt của các anh hùng liệt sĩ chưa rõ danh tính, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Các hài cốt tìm thấy được bao bọc trong tăng, võng, cùng nhiều di vật như gương, lược, cúc áo, giày. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương xác định danh tính, đơn vị, quê quán của các liệt sĩ. Ghi nhận những nỗ lực này, ngay sau lễ an táng, Quân khu 4 và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng đột xuất cho những tập thể có công trong công tác tìm kiếm, cất bốc 42 cốt liệt sĩ này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.